Heo, nghe rồi. Con mình con lại đang cơm nè. Vừa ăn cơm vừa chơi luôn quý vị. Nó bắt mày đời luôn á, khi nào lon ra rồi hả bác? Ngu. Rồi. Đừng chèo ăn chèo ăn coi mày con. Anh nấu ăn kìa. Cơm đi. Ăn cơm đi. Dễ cái vụ đó. Mày đủ chép rồi nó bắt mày à.
chịu cái trời không? Đây là trò chơi hồi nhỏ, ngày xưa thì ai cũng rất là chết chơi như vậy. Rồi hẹn với anh chị tiếp tục video tiếp theo nha.